TV thông minh là một trong những thiết bị tối tân nhất của kỹ thuật truyền hình đương đại, được phân phối độc quyền bởi công ty VWorld Media. Tất cả các thiết bị được đóng hộp gọn gàng, bao gồm các thiết bị chính như là hộp TV thông minh. Ẩn bên dưới lớp vỏ cam là các sợi dây kết nối và dây nguồn được sắp xếp gọn gàng. Tất cả các thiết bị của TV thông minh bao gồm dây nguồn, remote, hộp TV thông minh, dây Internet và cuối cùng là dây HDMI cho TV. Bước 1. Kết nối Internet. Đơn giản chỉ cắm một đầu vào thiết bị router Internet và đầu còn lại kết nối vào hộp TV thông minh. Kết nối HDMI. Kết nối thiết bị hình ảnh HDMI đơn giản chỉ cần cắm một đầu vào cổng có ghi chữ HDMI sát bên cổng Internet, đầu còn lại cắm thẳng vào cổng HDMI phía mặt sau TV. Kết nối nguồn điện. Kết nối bằng thiết bị adapter có sẵn trong TV thông minh. Một đầu cắm vào nguồn điện thế, đầu còn lại cắm vào cổng power nằm đầu tiên bên góc bên phải. Như vậy, với những bước đơn giản thì TV thông minh đã có thể sử dụng. Quý vị có thể thấy đèn màu xanh nổi lên khi mà TV thông minh đang hoạt động. Sau khi kết nối tất cả các nguồn điện và dây truyền tải hình ảnh HDMI, khởi động hộp TV thông minh để biết được TV thông minh có Internet hay không. Xin vào xem ô thời tiết góc bên trái của màn hình, sẽ hiện ngày hoặc là giờ và nhiệt độ trung bình trong ngày.